một mùa xuân mới lại về. Và chúng ta lại cùng gặp lại nhau trong chương trình Cung Trúc Tân Xuân năm 2023 trên truyền hình thực tế HDTV Việt Nam. Đến hẹn lại lên, chương trình Cung Trúc Tân Xuân năm nay là dịp để các doanh nhân, doanh nghiệp, ca sĩ, nghệ sĩ, người nổi tiếng cùng nhìn lại một năm khởi động sau đại dịch. Đó là bức tranh sinh động, nhiều thăng trầm của nền kinh tế, là những sắc màu mảnh ghép cuộc sống khách quan và sống động nhất. Xin gửi lời chúc sức khỏe tới tất cả mọi người trong cộng đồng. An khang thịnh vượng là mong muốn của tất cả mọi người, và tôi coi đấy là cái lời chúc của Hội Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Việt Nam tới tất cả quý khán giả xem truyền hình hôm nay. Phan Hồng gửi lời chúc đến mọi người thật nhiều sức khỏe, nhà nhà phát tài phát lộc, phát tiền trạch khang trang, phát nhà cửa nở nang và phát đất đai rộng lớn. Xin gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các quý vị khán giả, thật nhiều các cái kết quả tốt đẹp, sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Cùng gửi những lời chúc mừng năm mới tới quý đối tác, khách hàng và gia đình trong những ngày đầu xuân, những mong cầu và sự như ý trong năm 2023. Tôi xin gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến tất cả quý anh chị hội viên của Hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Với Đức và tất cả quý anh chị lãnh đạo các doanh nghiệp, một năm mới luôn luôn mạnh khỏe, bình an, tràn đầy hạnh phúc. Lời chúc sức khỏe, đầu xuân, năm mới mạnh khỏe, an khang, thịnh vượng. Hãy cùng theo dõi chương trình Cung Trúc Tân Xuân năm 2023 trên truyền hình thực tế HDTV Việt Nam. Thực tế.vn, cô ấy đẹp.vn, HD24h.vn, VănhoaPlus.com.vn, YouTube HDTV Việt Nam. Chào xuân quý mão, mã đáo thành công.